tổ tuyên truyền lập năng xuất sắc vận hành toàn diện hoàn thành kết mà nhập hồ Việt Nam được công tặng đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang trong kháng chiến đơn vị tập thể. Bây giờ nhiều ý kiến cho rằng để thu hút vốn đầu tư vào hạ tầng kết nối cảng thủy nội địa cần có những chính sách cơ chế cho doanh nghiệp lớn đầu tư vào trang thiết bị kết cấu hạ tầng cảng. Chơi với anh cũng trò chơi, anh đồng ý. Sẵn sàng. Nếu mà anh thắng